bão liên tiếp, nền kinh tế các nước châu Á ngày càng khó khăn. Theo báo Vietnam Plus, mặc dù siêu bão Yagi đã đi qua, nhưng những ảnh hưởng nặng nề của nó vẫn còn đè nặng lên nhiều quốc gia trong vùng, bao gồm Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Myanmar và Thái Lan. Bão Yagi khởi nguồn từ một cơn bão nhiệt đới ở phía tây biển Philippines vào ngày 1 tháng 9, đã trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào châu Á trong năm nay và là cơn bão mạnh thứ hai trên thế giới, tính đến thời điểm hiện tại sau siêu bão Parin trước khi Yagi đổ bộ. Tỉnh Hải Nam của Trung Quốc đã có khoảng 2.860 dự án đang triển khai. Tuy nhiên, do tác động của bão, nhiều dự án buộc phải tạm dừng thi công. Sau khi bão tan, tỉnh Hải Nam đã khẩn trương thực hiện các biện pháp hỗ trợ hiệu quả và hiện đã có gần 2.000 dự án hoạt động trở lại, đạt gần 70% tỷ lệ khôi phục. Tỉnh đang phấn đấu đạt tỷ lệ khôi phục sản xuất của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trọng điểm trên 95% trước ngày 25 tháng 9. Bên cạnh chính quyền, các ngân hàng tại Hải Nam cũng đã tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ để giúp doanh nghiệp và người dân khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc, chi nhánh Hải Nam đã tận dụng tối đa các chính sách hiện có để cung cấp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp và người dân, giúp họ xây dựng lại nhà cửa và khôi phục sản xuất. Ngân hàng tập trung hỗ trợ cho việc sửa chữa và xây dựng lại các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm giao thông nông thôn, các dự án thủy lợi cũng như các công trình cung cấp điện và khí đốt. Họ cùng tối ưu hóa các biện pháp dịch vụ tài chính, kéo dài thời gian hoặc điều chỉnh kế hoạch trả nợ cho những doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động do thiên tai. Trước đó, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã quyết định phân bổ 2 triệu nhân dân tệ, khoảng 28 triệu đô la Mỹ từ ngân sách trung ương để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão Yagi. Số tiền này sẽ được sử dụng khẩn trương để sửa chữa lại hạ tầng bị hư hại nhằm nhanh chóng khôi phục điều kiện sống và làm việc cho người dân. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Vithoanthan Sinawatra đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp cứu trợ cho nạn nhân lũ lụt ở các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là tại Chiang Rai và Chiang Mai, nơi mà vừa trải qua lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế đã được giao nhiệm vụ chăm sóc người dân tại các trung tâm sơ tán, trong khi Bộ Nông nghiệp phải đảm bảo cung cấp đủ thực phẩm cho vật nuôi. Ngày 15 tháng 9, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã yêu cầu rà soát và thống kê thiệt hại tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi với mục tiêu khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và dịch vụ. Các ngân hàng cũng đã giảm lãi suất từ 0,5 đến 2% cho các cá nhân và hộ kinh doanh chịu thiệt hại. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã gửi đề xuất chính sách tới chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, bao gồm việc miễn phí và lệ phí cho những ngành chịu thiệt hại nặng. VCCI nhấn mạnh rằng việc khôi phục sản xuất đang gặp khó khăn và cần các chính sách hỗ trợ kịp thời để đảm bảo sinh kế cho người dân. Chưa kịp khắc phục hoàn toàn những thiệt hại từ bão Yagi, châu Á lại phải đối mặt với cơn bão mới. Vào sáng ngày 16 tháng 9, bão Pebinka đã đổ bộ vào Thượng Hải, Trung Quốc với cường độ bão cấp 1, đánh dấu lần đầu tiên trong hơn 70 năm cơn bão nhiệt đới mạnh tấn công trực tiếp vào trung tâm tài chính này. Chính quyền Thượng Hải đã quyết định hủy hàng trăm chuyến bay tại các sân bay chính và tạm dừng nhiều dịch vụ giao thông. Các khu nghỉ dưỡng lớn như Disneyland và công ty giải trí Xinjiang cũng phải ngừng đón khách. Theo ước tính của Bloomberg Intelligence, thiệt hại kinh tế từ bão Pebinka có thể lên tới 10 tỷ nhân dân tệ, hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ. Bão lũ dồn dập khiến du lịch châu Á điêu đứng. Tạp chí Kinh tế Việt Nam cho biết, theo đài Euronews, dù có sức tàn phá dữ dội, siêu bão Yagi mới chỉ là cơn bão nhiệt đới mạnh thứ hai trong năm 2024. Xếp thứ nhất là bão Bari, cơn bão càn quét khắp châu Mỹ hồi đầu tháng 7. Hai cơn bão trên cùng loạt siêu bão có sức tàn phá cao trên toàn thế giới trong năm 2023, cho thấy các hình thái thời tiết cực đoan đang ngày càng khắc nghiệt hơn. Ủy ban Liên minh Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC nhận định, thực chất số lượng bão nhiệt đới trên thế giới khó có thể tăng trong tương lai. Tuy nhiên, cường độ của chúng sẽ tăng lên mức cao nhất dưới tác động của biến đổi khí hậu. Hồi cuối tháng 7, Đại học Rowan của Mỹ, Đại học Nanyang, Singapore và Đại học Pennsylvania của Mỹ đã cùng công bố kết quả nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu lên cường độ bão ở Đông Nam Á. Dựa trên phân tích 64.000 mô hình bão trong quá khứ và tương lai, trải dài từ thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 21, những phân tích nhận thấy các cơn bão nhiệt đới ở Đông Nam Á đang thay đổi theo một xu hướng hình thành gần bờ hơn, tăng sức mạnh nhanh hơn và duy trì cường độ khi vào đất liền lâu hơn. Điều này khiến nhiều đô thị ven biển của Đông Nam Á đối mặt rủi ro với bão lớn hơn, trong đó có Hải Phòng, Yangon và Bangkok.
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, châu Á cũng là một khu vực chịu tác động của các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan nhất thế giới trong năm 2023. Nhiệt độ trung bình bề mặt biển của cả châu Á năm 2023 ở mức cao thứ hai trong lịch sử, cao hơn 0,91 độ C so với giai đoạn 1991-2020 là 1,87 độ C so với giai đoạn 1961-1990. Nhiệt độ khu vực mặt biển ở Tây Bắc Thái Bình Dương cao nhất lịch sử, trong khi cả Bắc Băng Dương cũng phải đối diện hiện tượng sóng nhiệt đại dương. Thậm chí, hiện tượng ấm lên tại tầng mặt của đại dương từ 0 đến 700 mét dưới mặt biển cũng diễn ra nhanh gấp 3 lần mức trung bình của thế giới tại khu vực Tây Bắc, biển Ả Rập, biển Philippines và các vùng biển phía Bắc Nhật Bản. Vừa qua, Yagi là cơn bão lớn nhất ở châu Á trong năm 2024, theo NBC News. Chỉ sau vài ngày, Yagi đạt trạng thái siêu bão, càn quét nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở các quốc gia châu Á. Đầu tiên, bão Yagi đổ bộ vào Philippines tối ngày 1 tháng 9, gây ra lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều khu vực trước khi rời khỏi nước này vào ngày 3 tháng 9. Theo truyền thông nước này, hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt vào ngày 2 tháng 9. Tiếp đến, 34 chuyến bay nội địa bị hủy và du lịch đường biển ở một số cảng tại Philippines cũng bị hạn chế. Theo ước tính ban đầu, quốc gia này thiệt hại về cơ sở hạ tầng khoảng 4 triệu đô la Mỹ, tổng thất trong lĩnh vực nông nghiệp là 77.000 đô la Mỹ. Sau khi rời khỏi Philippines, Yagi trở thành siêu bão vào ngày 4 tháng 9. Ngay sau đó, siêu bão đổ bộ thẳng tới tỉnh Hải Nam, Trung Quốc với sức gió lên tới 234 km trên giờ. Lúc này, siêu bão mạnh gấp đôi so với thời điểm đi qua Philippines. Hải Nam vốn được mệnh danh là Hawaii của Trung Quốc, nơi đây tự hào với những bãi biển đầy cát, có khu vực lướt sóng, khu nghỉ dưỡng 5 sao và khu mua sắm xa xỉ miễn thuế. Nhằm đảm bảo an toàn trước khi siêu bão đổ bộ, chính quyền phải sơ tán khoảng 460.000 người trên đảo, chủ yếu là khách du lịch và ngư dân. Toàn bộ mọi hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại đây phải tạm dừng, bao gồm cả dịch vụ đường sắt cao tốc quanh đảo và đóng cửa sân bay. Các đại lý du lịch cũng tuyên bố tạm ngừng mọi tour đến hòn đảo này. Các khu thiên đường mua sắm miễn thuế nổi tiếng của hòn đảo đều đóng cửa. Tại sân bay quốc tế Mỹ Lan, Hải Khẩu, 52 chuyến bay đã bị hủy và 5 chuyến bay bị hoãn khi cơn bão đổ bộ vào khu vực. Sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á có 28 chuyến bay bị hủy và 3 chuyến bị hoãn. Rất nhiều du khách buộc phải kéo dài thời gian lưu trú trong thời gian bão đổ bộ và được chính quyền địa phương hỗ trợ. Khi suy yếu tại Trung Quốc, siêu bão tiếp tục hướng thẳng tới Việt Nam, khiến ngành du lịch của nhiều tỉnh thành miền Bắc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi bão tan, nhiều tỉnh ở khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục chịu hoàn lưu bão gây ra tình trạng mưa lớn, sạt lở đất rất nặng nề. Những thiệt hại về cơ sở lưu trú, hạ tầng du lịch tại các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái phải cần một khoảng thời gian từ một năm tới nhiều năm mới có thể khôi phục lại được. Tại Thái Lan, hoàn lưu sau bão Yagi gây cảnh ngập lụt nghiêm trọng tại 48 tỉnh, thành, bao gồm các điểm du lịch nổi tiếng như Chiang Rai, Chiang Mai, Phang Nga, Phuket và thủ đô Bangkok, theo Bangkok Post. Còn tại Lào, từ ngày 9 tháng 9, khu vực tỉnh Luang Nam Tha cũng xảy ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng do hoàn lưu bão Yagi. Theo hãng thông tấn địa phương The Lao Tian Times, sân bay địa phương đã tạm thời đóng cửa do mực nước dâng cao, nhiều ngôi nhà đã bị hư hại nghiêm trọng. Các chuyến bay giữa Viêng Chăn và Luang Nam Tha bị hủy, hoãn. Ngay sau siêu bão Yagi, bão Pepinka, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Thượng Hải, Trung Quốc kể từ năm 1949, đã gây thiệt hại lớn khi đổ bộ trực tiếp vào sáng ngày 16 tháng 9. Theo Reuters, các chuyến bay và dịch vụ tàu hỏa ở Thượng Hải và các tỉnh lân cận đã bị đình chỉ trong bão Pepinka, làm gián đoạn việc đi lại trong suốt 3 ngày Tết Trung Thu của Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão Pepinka, các sân bay của Thượng Hải hủy hơn 1.400 chuyến bay bắt đầu từ 15 đến hết ngày 16 tháng 9. Ga xe lửa Thượng Hải cũng đình chỉ các chuyến tàu chở khách trên một số tuyến đường đi qua thành phố. Disneyland Thượng Hải, Disney Tour, công viên chủ đề Wishing Star, công viên giải trí Jinjiang và công viên động vật hoang dã Thượng Hải phải đóng cửa đến hết ngày 16 tháng 9. Đại diện Disneyland Thượng Hải cho biết hai khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp trong khu du lịch chỉ có thể quay trở lại hoạt động từ ngày 17 tháng 9. Tại Hàng Châu, cách Thượng Hải khoảng 170 km về phía Tây Nam, chính quyền thành phố cũng đã hủy hơn 180 chuyến bay. Bão suy yếu khi di chuyển vào đất liền, gây ngập lụt một số khu vực của các tỉnh Giang Tô, An Huy và Chiết Giang. Trong khi đó, một cơn bão khác được đặt tên là Pulasan và là cơn bão số 14 đối với Trung Quốc trong năm nay đã hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương đêm ngày 15 tháng 9. Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo bão sẽ mạnh dần lên khi di chuyển về phía biển Hoa Đông. Ngoài ra, sáng ngày 17 tháng 9,
Cục Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasai cho biết áp thấp phía đông Aurora đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới Gainer với sức gió gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh 55 km/h, giật đến 70 km/h. Dự báo có 24 địa phương ở Philippines sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới Gainer, có khả năng mạnh lên thành bão trong vài ngày tới. Trung tâm điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai AHA Sentry khuyến cáo người dân nên truy cập các nguồn tin chính thống để có được thông tin đúng, chuẩn về diễn biến thời tiết. Người dân và du khách có thể truy cập thông tin báo cáo sớm về điều kiện thời tiết và khí hậu thông qua các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia NHMS của các nước thành viên ASEAN, chẳng hạn như Cục Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa, Cục Khí tượng Thái Lan, TMD, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam.